Chào các bạn, mặt liệu ở Cao Bằng. Hôm nay thì em đã có được một ít nho tiêu đầu mùa nhá. Cái sản phẩm mà các bác ngày nào cũng hỏi là có chưa ạ. Quả nho tiêu này thì nó bé con như thế này, nhưng mà khi mà ngâm ra rượu thì là nó thơm nhất trong các loại nho rừng. Và nó ra màu cực kỳ đẹp, hấp dẫn nhá. Chị em phụ nữ lấy về để ngâm rượu hoặc là ủ đường để làm siro. Vừa uống vào vừa đẹp da đẹp dáng mà vừa tốt cho sức khỏe. Năm nay thì không được mùa mất mùa, quả nho cũng mất mùa, sim cũng mất mùa, thì cái đầu vào hơi cao ấy, nên là các bác tranh thủ mua ạ, không thì mấy bữa nữa nó là hết. Em bán với giá là 150 ngàn 2 kg. Các bác lấy em sẽ bỏ vào túi hút chân không và ủ đường hoặc là ủ rượu gửi đi theo nhu cầu của các bác nhé. Và em ship mỗi đơn hàng từ 2 kg ạ. Cước các bác trả bên vận chuyển. Đầu mùa nên là mà nhất là cái quả rừng này các bác, nó có quả xanh quả chín. Đây là quả sim rừng nha các bác. Năm nay thì mất mùa nên là không có đâu ạ. Bác nào muốn lấy đi ngâm rượu thì tranh thủ mua nhé. Em bán với giá là 50.000 1 kg nhé. 50.000 1 kg, là bác nào mua từ 5 kg là em lựa sẽ bao ship luôn nhá. Cả chiều hôm nay thì em có được 5 kg này thôi ạ. Chỉ được bác nào lấy chỉ có đúng một đơn này thôi. Không có quả các bác ạ. Năm ngoái thì Trung Quốc nó hô hào thu quả xanh hết. Thế là cái cây nó bị tổn thương hay như thế nào đấy, năm nay nó không có quả. Đấy, thi nhau đi tìm mà không có quả đâu. Để bác nào lấy thì em ship cho nhá. Hôm nay thì trời nắng đẹp quá các bác ạ. Đây em phơi mẻ dứa khô cong rồi này. Bác nào bị tiểu buốt, tiểu rắt, kiểu như chị em phụ nữ bị viêm đường tiết niệu ấy, đi tiểu nó đau, rắt, đi tiểu ra máu hoặc là bị sỏi thận, sỏi mật, sỏi bàng quang, hoặc là viêm gan B hoặc là bị xơ gan cổ trướng, thì có thể lấy cái quả dứa dại này đi để sắc nước uống hoặc là ngâm rượu nhé các bác. Đây ở đây em. Đây, em phơi được cả một cái rổ này với một cái mẹt này. Nó đã khô cong rồi nhá. Nó là lấy thì em ship cho, em bán là 120.000 một ký nhá.